Thầy Lễ Thanh An xin chào quý vị. Thầy Lễ thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim xin chúc quý vị lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Ngày hôm nay Thầy Lễ được làm việc với người điều khiển chương trình không phải là chị Kim Dung, bởi vì chị hôm nay rất bận làm công tác xã hội, đó là phát cơm cho các những nhà vô gia cư ở tại Hoa Kỳ trong những mùa lễ tạ ơn. Và ngày hôm nay được tiếp đón người chị đến từ phương xa, đó là Minnesota, cũng là người trong thành viên của nhóm Ngọc Trong Tim, đó chị Susan Liên. Susan Liên xin kính chào quý khán thính giả thân thương của Ngọc Trong Tim. Kính thưa quý vị, rất là vui phải nói chị ở xa lắm, nhưng mà cũng không xa bằng ở Việt Nam hay xa với các nước châu Âu hoặc là châu Á. Nhưng mà phải nói là chị Susan Liên, đây là tiền túi của chị chứ không phải là bỏ tiền. Tiền túi chị bay qua đây một số công việc tư nhân xong rồi chị đến tham gia trong chương trình trong ngày hôm nay. Chắc chắn là chị Susan nói chuyện không có tự nhiên bằng chị Kim Dung hay Phương Dung với em, bởi vì em được nói chuyện hàng tuần, hàng ngày, và cũng nói với chị là đi hát đâu á, khán giả cũng nhận ra Ngọc Trong Tim, chứ quên tên Thành Lễ. Nhưng mà điều đó hạnh phúc lắm quý vị, tại vì quý vị thương mến. Thưa chị, bên Minnesota mình mấy bữa nay làm sao chị? Bên Minnesota khí hậu thì rất là lạnh. Mình cũng được có phước là tới California hưởng một tí xíu nắng ấm và gặp gỡ Thành Lễ. Chị quên nói ăn nhiều nữa. Ăn nhiều đúng rồi. Đồ ăn ở đây thì quá ngon. Nói gì đó mình nói lại thì cũng rất là thương cho quý khán giả khắp mọi nơi. Nhưng mà có một điều mà mình ở đâu cũng vậy, được hạnh phúc, vui vẻ và bình an. Phải nói tạ ơn nước Mỹ trong mùa lễ Thanksgiving. Phải nói chúng tôi sống rất là an bình, mặc dù hiện nay khắp mọi nơi, không riêng gì ở tại Việt Nam, mà chị thấy Hoa Kỳ mình cũng có thảm sát, nào là bên Houston, nào là bên gần đây bên New York, rồi lại bên Las Vegas, rồi thiên tai động đất Florida, Houston, rồi lại Philippines, rồi lại đi châu Á mình. Bây giờ trước khi mà chúng ta vô chương trình chính ngày hôm nay, xin chị đọc những lá thư cũng như món quà tinh thần của quý khán giả của Ngọc Trong Tim gửi tặng. Hồi Ngọc Trong Tim nhận được lá thư của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết tại Fresno, California, gửi về cho Ngọc Trong Tim là 50 đồng. Wow, em xin cảm ơn chị. Và lá thư thứ nhì là ông bà Dennis Văn Bùi tại Oakland, Kansas, và anh chị này thì cũng có gửi cho Ngọc Trong Tim một lá thư. Xin mời chị. Kèm theo tấm check là 300 đồng. Lá thư viết như vậy: kính thăm anh Thành Lễ, nhân dịp đi Đại hội Thánh Mẫu La Vang ở tại Las Vegas ngày 21-22 tháng 10 vừa qua, tôi có được gặp anh và nhóm Ngọc Trong Tim. Tôi và bà xã có về lại Kansas và coi website của Ngọc Trong Tim. Chúng tôi cảm phục lòng phục vụ của anh và nhóm Ngọc Trong Tim. Tôi có nói với cháu tôi là Tuấn Phan để hỏi thăm về anh, và tuy chúng tôi hiện giờ đã về hưu nhưng cũng muốn đóng góp cho các anh chị trong nhóm một chút gì đó để gọi là đóng góp cho công việc từ thiện đang làm của anh và nhóm Ngọc Trong Tim. Xin kính chào anh và cầu mong công việc từ thiện của anh sẽ đem lại nhiều kết quả để giúp cho các em khuyết tật được chăm sóc và tăng trưởng tốt đẹp hơn. Mến nhóm Danny Văn Bùi. Đây là lá thư rất là dễ thương đến từ Overland Park của Kansas City. Tôi ngoài những anh chị này gửi thì cũng có rất nhiều là ân nhân gửi thường xuyên cho chúng tôi. Thí dụ như là anh Xuân Tăng ở tại... Anh Xuân Tăng thì ở bên Charlotte. Cũng có vài cô là thường xuyên ủng hộ cho Ngọc Trong Tim, như là chị Ti ở tại Washington. Và có thêm một cái check 20 của Thông Nguyễn tới từ San Jose, California. Kính thưa quý vị, đây là món tinh thần cũng như là một số tiền tài của các quý ân nhân vẫn thường xuyên gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim, hoặc là có một số quý vị ẩn danh vẫn nuôi dưỡng và lặng lẽ gửi thẳng về trực tiếp cho người nhận ở tại Việt Nam.
thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim, không phải riêng Thành Lễ đâu quý vị, nhóm này là một nhóm gồm có các anh chị trong bo thành viên, là những anh chị làm vô vụ lợi để chúng tôi duy trì được 9 năm. Vô cùng cảm kích và nhận nơi đây lòng tri ân. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chị cho em biết được cái kinh nghiệm hay là một cái bản năng giống như thế nào khi mà chị thấy một sự đóng góp, làm như thế nào cho đúng? Nếu mà nói về từ thiện trước hết thì mình cũng phải đi tìm hiểu. Tại vì trên đất Mỹ này rất nhiều là từ thiện. Yeah. Cho nên mình tìm cái nơi nào mà mình cảm thấy là có những cái media cho mình thấy được những việc làm của họ, đến tận tay của những người mà coi như là nạn nhân đi mình nói. Và thêm vào đó nữa thì khi mình cũng có gây quỹ và quyên góp, yeah, thì mình cũng phải làm sao cho những người bạn của mình có lòng tin đối với mình, là nghĩa là có receipt, có chứng nhận đàng hoàng. Và không biết những nơi khác thì làm sao, nhưng mà khi mà Minnesota mà làm việc từ thiện thì họ có một bác accounting và họ sẽ mời thẳng những người mà nhận tiền của mình quyên được để tới cùng với trong cái ban tổ chức để gặp gỡ các anh chị để cho biết. Thì cũng như năm ngoái ở tại Minnesota cũng có tổ chức một cái buổi gây quỹ cho Việt Nam mà do nhóm Ngọc Trong Tim làm. Thì số tiền đó thì họ sẽ tổng kết trong một ngày đó. Yeah. Và trước khi đó thì mình đã tìm những người mà mình gửi tiền về, thì mình có chuyển về ba nơi mà mình tin tưởng tại Việt Nam để cho họ có thể tự tay đến đó. Và thêm vào đó thì mình lại xin lại những cái hình ảnh, và sau này thì cũng có bỏ trên Facebook hay là trong website để cho quý vị tham khảo. Yeah. Và những người nhận là họ cũng có ghi lại hình ảnh cho mình. Giả sử mà chị số tiền đó chị gửi về mà không đúng thì sao? Thì cái đó mình cũng phải chịu thôi. Là trước khi mình làm thì mình phải research. Chứ nếu mà mình đã gỡ đi rồi là coi như là xong rồi, mình không còn tìm cái cách nào mà đi xin lại. Thưa quý vị, thật sự ra đây là một câu hỏi cũng đơn giản chứ không gì hóc búa với anh chị. Tại vì anh chị đè làm việc cho người bạn xứ ở đây, anh chị cũng đã từng làm việc với Red Cross là hội thập đỏ của người Hoa Kỳ, thì nó có giấy tờ, thậm chí nó được double. Nếu anh chị cho 10.000 thì Red Cross nó cũng cho double lại 10.000 để công việc nó gấp đôi và có receipt. Nhưng mà vừa rồi trên ở Minnesota chúng tôi rất hạnh phúc bởi vì số tiền cũng kiếm được 21.000 mấy hả chị ha. Xong đó chia là ba nơi, vừa có nhà thờ, vừa có chùa ở tại ở Hà Tĩnh miền Trung tại Việt Nam, cơn lũ rất lớn ở tại năm ngoái 2016. Và chúng tôi phải được biết là phải nói nơi đây là chúng tôi đã được cái receipt. Receipt đây là không phải là chụp hình đâu đó quý vị, hay là những lời nói phone đâu, mà chúng tôi vừa gọi phone nè, chúng tôi gửi bằng những cái nơi chuyển tiền từ trong nước Mỹ, chuyển bằng giấy tờ qua đàng hoàng, để nay mai chúng tôi có những cái bằng chứng cho thuế cũng giống như bằng chứng cho của công việc của hội. Và bên kia cũng phải nhận tiền, phải ký nhận, thì lúc đó đúng đối chứng. Và sau đó cũng các cha cũng như các thầy đã rất là nhiệt tâm mời hết tất cả các dân chúng, rồi biết nơi nào nghèo, nơi nào cần đã chia. Phải nói là công việc hy vọng là công việc mình cũng đã thành công. Yeah. Xoa dịu một phần cứu trợ lũ lụt, sao cứ làm mì tôm và nước mắm chấm dấu hỏi. Xin mời quý vị suy nghĩ và chúng ta trong chương trình này chúng ta nghiệm nghiệm ra tại sao cứ mỗi lần lũ lụt chúng ta cứ gửi vào nước mắm, mì tôm hay gạo, vân vân vân. Hàng năm cùng với mưa bão lũ lụt, các đoàn cứu trợ lại lên đường mang theo nhiều phần quà, đa phần là quần áo cũ, mì tôm, gạo và nước mắm. Việc cứu trợ đó có đúng nơi, đúng người và thiết thực không? Chia sẻ của chị Huệ Thi, một người dân vùng lũ ở Quảng Nam, sẽ phần nào phản ánh tính thiết thực của việc cứu trợ hiện nay. Tôi sinh ra tại Đại Lộc, Quảng Nam, nơi mà hàng năm ít nhất một trận bão hoặc lũ. Dân quê tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng phó và chuẩn bị. Đó là lý do sao mà nhà cửa ở đây hầu như có gác hoặc xây kiên cố, dù gia cảnh nhiều người còn khó khăn. Lũ về thì mùa màng năm sau mới được phù sa bôi đắp, tốt chứ không hẳn là tiêu cực
hoang tàn. Trời chuyển mưa, quê tôi biết dự đoán có lũ về hay không. Tất nhiên, lũ to nhỏ còn do thiên nhiên, nhưng vẫn chủ động chuẩn bị mớ gạo mắm để chống đói trong thời gian cả năm. Mỗi lần lũ quét, đài báo thiệt hại hàng tỷ, cứu trợ hàng tỷ này, hàng tỷ nọ, nhưng đến tay người dân vùng không có gì nhiều hơn ngoài mì tôm, gạo, thậm chí là gạo mốc, nước mắm thì quá chất. Từ thiện là tốt, tương trợ là tốt, nhưng mạng tối sau lưng đó là gì? Làm cho khỏe, làm cho nhanh mà được tiếng đùm bọc, nên cứ mua mì tôm, không cần biết chỗ đó có nhất thiết phải cứu trợ không, họ có cần không. Xin đừng phát quà đại trà, hãy để dành phần quà đến tay hoàn cảnh thật sự khó khăn. Cứu đúng nơi và đúng người, đúng việc. Đây là một số mong muốn thiết thực của người dân sau bão lụt, nếu có thể ngoài mì tôm. Cho mỗi gia đình vùng lũ vài thùng nước sạch loại 20 lít dùng để nấu ăn, uống trong khi chờ khơi giếng. Ví dụ như một thùng mì thì nên cho 4 thùng nước thì cũng tương đương nhau, vì mỗi thùng nước chỉ có 10.000 đồng. Cho mỗi hộ một đèn sạc dự phòng cho đêm hôm mất điện, hoặc nếu có thể cho tiền mặt cho dân tự mua thứ mà họ cần, ít nhiều tùy lòng mỗi người. Cho mỗi làng một cái ghe để cứu hộ, cho phao, cho áo phao, cho tủ thuốc y tế, mỗi áo phao cũng bằng 2 thùng mì tôm, hoặc một tủ thuốc, một túi thuốc cũng bằng 1 thùng mì. Cho mỗi nhà vài đôi ủng đi, cho khỏi lỡ lét, nước ăn chân. Đã vượt đường xá xa xôi đến giúp cho dân, thì hãy giúp cho đúng người, đúng việc, để những tấm lòng và những món quà trao đi thực sự ý nghĩa. Rất mong các anh chị bạn bè khi đi làm từ thiện hãy hiểu thực trạng và mong muốn của người dân vùng lũ. Được quan tâm ai cũng quý, trân trọng lắm, cũng ấm lòng, nhưng được hỗ trợ đúng nhu cầu thì sẽ tốt hơn biết nhường nào. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây đã hơn nửa chương trình, nên chúng tôi xin tạm ngưng giây lát để gửi đến quý vị một số cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình. Và quý vị đừng xa rời chương máy. Xin cảm ơn.